1945. 1945 vậy. Vâng. Thì lúc bây giờ đấy là thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 7 tháng 5 đấy, chiến thắng Điện Biên Phủ đấy. Ồ, là đây, đấy. Đối diện với đây là 1945 đây. Đấy. Đấy, còn cái cành 84 là trên cùng đấy. Tức là 1954 đấy. Vâng. Tức là miền Bắc mình phải đổi mới đấy, khoan 10 nữa đấy. Đất nước mình có sự kiện gì là cái cành nó tự gãy rồi. Lúc đấy là nhất mưa do bão nhiêu qua còn không gãy cành nào. Cái 64 gãy cành. Đầu tiên là nó xảy ra ở Vịnh Bắc Bộ hay đâu đấy. Cái 75 gãy cành. Nó phải có những cái sự kiện thế nữa là để trùng hợp với những sự kiện đất nước. Thế còn mấy cái sự kiện nữa, ví dụ cuối cùng là 2006 gãy cành, Việt Nam chính thức gia nhập WTO. Đó là cái sự kiện là của đất nước. Không những mang một cái dáng vẻ uy nghi, cổ kính, mà những câu chuyện truyền miệng cũng đầy ly kỳ, hấp dẫn và cuốn hút du khách, bởi nó gắn liền với những cái sự kiện rất là quan trọng của đất nước ta. Ví dụ như vào năm 1945 thì một cái cành cây ở phía Đông Bắc bị gãy và đã gắn liền với cái sự kiện thành lập nên cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa này, và bây giờ đang có tên là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đây các bác nhé. Và đối diện với cành cây gãy đó là năm 1954 là một cái cành ở phía Tây bị gãy, thì gắn liền với đó là cái sự kiện lịch sử diễn ra, đó là chiến thắng Điện Biên Phủ. Và chúng ta cũng đang chuẩn bị kỷ niệm cái lễ chiến thắng Điện Biên Phủ đây các bác. Và vào năm 1964, cành phía Nam bị gãy ứng với cái sự kiện là Vịnh Bắc Bộ, lúc đó là chiến tranh mở rộng ra miền Bắc. Và vào năm 1975, một cái cành cây ở phía Tây bị gãy và gắn với sự kiện giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dù là vẫn biết ngoài tự nhiên có rất nhiều những cái sự trùng hợp ngẫu nhiên mà khoa học cũng rất là khó giải thích, nhưng với một cái cây cổ thụ đã nghìn năm tuổi, sẽ là một cái chứng nhân cho cái dòng lịch sử của Việt Nam, thì qua những câu chuyện này cũng có những cái dữ liệu mà chúng ta rất đáng cần phải suy ngẫm, đúng không các bác?